sau khi trên mạng xã hội sinh ra clip anh Đoàn Văn Tý 30 tuổi, tạm trú thành phố Mỹ Tho, đánh con cách đây từ 2 năm trước, có tài khoản Facebook mang tên Đàm Vĩnh Hưng treo tiền thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát liên tục vào mặt anh Tý. Tới trưa 17 tháng 10, một nhóm người đội nón, tay có hình xăm, đầu trọc đến tận phòng trọ lôi Tý ra ngoài đánh, khiến anh này bị chảy máu môi. Không những vậy, một số người quay lại hình ảnh này đưa lên mạng xã hội. Sự việc gây xôn xao dư luận suốt nhiều ngày qua với nhiều mũi dùi lên án hành động của Đàm. Tối 24 tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng về toàn cục chuyện này. Đàm Vĩnh Hưng: tôi không biện minh. Những ngày qua tôi lặng yên để quan sát, lắng nghe, theo dõi mọi thứ đang diễn ra với mình. Không thiếu một bài viết nào, một bình luận nào, kể cả những bài viết mang tính chỉ dẫn và mị dân đối với dư luận, dành cho tôi. Họ dùng những câu chữ đầy ác độc cảm, chán ghét cá nhân và không thiếu phần dạy đời. Bây giờ bình tĩnh lại, tôi nhận ra nhiều thứ. Tôi đã quá bao đồng, quá dễ xúc cảm. Phần người trong tôi u hơn phần con. Tôi là kẻ nhẹ dạ. Tôi bị thiếu kiến thức về luật. Tôi không đổ lỗi cho ai. Nhưng tôi lục lại trí nhớ của mình thì từ khi vào mẫu giáo đến hết 12 trong thời khóa biểu của tôi chưa bao giờ có tiết học nào về luật pháp. Tôi chỉ thắc bận rộn và nhớ kỹ xem mình có bỏ học hay cút cu những giờ đó hay không. Chắc chắn là không. Nhưng chuyện của tôi thì xin hãy đưa những bài học về luật pháp vào trường học nhiều. Có lẽ cả một tuổi thơ của tôi với quá nhiều roi giọt, nên tôi hiểu rõ rệt sức chịu đựng của một đứa bé nhỏ ra sao. Vì thế tôi đã không kiềm chế được sự bức xúc trong lòng mình với những ký ức của tuổi thơ tràn về hung tàn dội khi nhìn thấy những cái tát như quân thù giáng vào mặt đứa bé nhỏ, khiến tôi đã chọn cái cách theo suy nghĩ của mình như một sự cảnh cáo để làm thức tỉnh người phụ thân ấy. Trong tôi lúc đó chỉ là như vậy. Tôi không biện minh. Tôi viết những gì đã diễn ra trong tôi vào thời điểm đó mà thôi. Trước đây đã có quá nhiều những trường hợp các độc trẻ nhỏ bị ngược đãi, bị đánh đập tàn nhẫn, mọi người cũng chỉ nói những lời chia sẻ y hệt nhau, chẳng có gì tuyệt hảo đối với tôi cả. Tôi cần một điều gì đó thật xứng đáng, không phải kiểu thảo mai cho qua chuyện. Vì đợi đến bị phát hiện và công an vào cuộc thì đứa bé nhỏ đã mang trong mình những chấn yêu mến về thể xác độc lẫn tinh thần. Nên tôi đã chọn cách của mình, chỉ vì muốn lấy lại công bình cho đứa trẻ. Tôi thật là bao đồng. Lúc đó 7 giờ sáng tôi còn nằm trên giường ngủ và cũng quá nhanh nhẹn vì nóng ruột mà cô hề biết clip đó đã có 2 năm. Tôi chưa bao giờ hèn nhát, trốn chạy hay rũ bỏ trách nhiệm. Nếu tôi thực sự sai và nằm trong khung hình luật pháp, không cần một bài báo nào phải mớm hoặc tư vấn cho công an và luật pháp cả. Tôi sẽ là người sẽ đối diện và chịu trách nhiệm. Hình ảnh người phụ thân bạo hành con bị cư dân mạng đánh. Tôi vẫn ở đây, chấp hành theo thư mời và sẽ đích thân và cùng luật sư của mình có mặt tại cơ quan nhà nước nơi có hoàn toàn thẩm quyền để yêu cầu tôi có mặt để làm rõ rệt sự việc. Sau khi cơ quan công an xác độc định chắc chắn tôi đã phạm luật trên tinh thần hợp tác độc cùng quý cơ quan. Đáng lẽ tôi sẽ im và cứ làm theo suy nghĩ của mình thôi. Nhưng tôi sẽ nói. Qua sự việc này, tôi cũng nhận diện thêm nhiều con voi, nhiều gương mặt thật phía sau những chiếc mặt nạ. Tôi thực sự sẽ buông bỏ. Mãi mãi không bao giờ màng đến chuyện thế sự, tôi sẽ chính thức sống cho tôi và gia đình nhỏ của tôi. Gửi người phụ thân tên Tý. Tôi cũng là một người phụ thân. Nhưng có lẽ tôi không bao giờ say xỉn, nên không bao giờ đánh đập con mình như anh. Vừa rồi tôi đã làm thế vì xót con anh. Tôi là một người dưng mà con đau lòng rơi mắt theo từng cái tát nảy lửa của anh. Thì anh cũng nên biết yêu mến con mình nhé. Tôi không xin lỗi anh. Tôi sẽ ở đây đón anh. Nếu anh ngại đường xá hoặc ngại tôi có nhiều người xung quanh, thì tôi nhất định sẽ xuống tận nhà anh và đứng yên để anh trút sự bực tức của anh lên tôi mà không hề chống trả. Mọi thứ sẽ diễn ra hết sức êm đẹp và nhanh thôi.
tôi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công dân Việt Nam kính xin lỗi luật pháp và nhà nước Việt Nam. Tôi là người có sự ảnh hưởng với công chúng nhưng lại chọn cách sai pháp luật, làm sao động đến dư luận trong mấy ngày qua cũng chỉ vì lòng trắc ẩn của tôi dành cho đứa trẻ. Và tôi luôn trong tâm thế chuẩn bị đón nhận sự kiểm trắc của luật pháp một cách nghiêm túc. Lời xin lỗi gì đã làm mọi người phải lúng túng vì tôi.